YouTube channel này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về hành trình học giao dịch tiền tệ hay còn gọi là giao dịch Forex của mình. Để giới thiệu một chút về bản thân thì mình mới bắt đầu tập trung học Forex trong một thời gian một vài tháng trở lại đây thôi. Tuy rằng trước đó mình có thời gian hơn một năm tìm hiểu về giao dịch nói chung và các thị trường nói riêng, ví dụ như là giao dịch crypto, chứng khoán hay Forex. Thành ra suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một cái người mới, một tân binh trên thị trường mà thôi. Thời gian một vài tháng vừa qua tuy không phải là dài nhưng nó cũng đã giúp cho bản thân mình cũng rút được những cái bài học, những cái kinh nghiệm, trải nghiệm được những cái cảm xúc thăng trầm và có những cái suy nghĩ mà mình rất là mong muốn được chia sẻ tới cho mọi người. YouTube channel này sẽ phù hợp với những ai? Mình cho rằng nó sẽ phù hợp với những người bạn ngoài kia cũng giống như mình, những người mới bắt đầu trên hành trình thôi, có thể là đã tìm kiếm được một cái chiến dịch giao dịch phù hợp và đang rèn luyện để trở nên tốt hơn, để có thể đạt được thành công với chiến dịch giao dịch đó. Đang tìm kiếm một ai đó có những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm tương tự để có một cái nguồn động viên, một cái nguồn chia sẻ để có thể tiếp tục cố gắng. Ngoài ra thì mình nhận thấy là ở Việt Nam khi mà nói đến giao dịch nói chung và giao dịch Forex nói riêng thì có rất là nhiều người cho rằng đây là một cái hình thức scam, một cái hình thức lừa đảo. Thành ra là thông qua kênh YouTube này mình cũng mong muốn là có thể giải oan cho Forex. Tất nhiên là để nói về chủ đề này thì mình sẽ cần phải giải thích chi tiết hơn ở một cái video lần sau. Vậy thì cơ duyên nào đã dẫn mình tới với Forex và tại sao mình lại lựa chọn tiếp tục bước đi trên con đường này? Thì cũng giống như rất nhiều bạn trẻ ngoài kia thôi, mình cũng lần đầu tiên được biết tới với thị trường tiền tệ cũng như là giao dịch thông qua cái cơn sóng tiền điện tử crypto trong thời gian một vài năm trở lại đây. Mình tất nhiên là cũng đã trải nghiệm những cái thành công và thất bại, mà phần nhiều hơn là thất bại trên thị trường. Tuy nhiên nhờ có những cái kinh nghiệm đó mà mình bắt đầu có những cái sự hứng thú với thị trường, với giao dịch để có thể tìm hiểu và đào sâu hơn. Mình có một cái câu hỏi cũng giống như rất là nhiều bạn ngoài kia là có việc gì mà mình có thể làm, có việc gì mà mình yêu thích làm để có thể có được cái nguồn thu nhập ngoài cái công việc chính ổn định của mình. Chính nhờ có cái câu hỏi này, cũng chính nhờ có những cái sự hứng thú của mình đối với thị trường tiền tệ mà đã dẫn dắt mình gặp những cái người thầy đầu tiên đã chỉ dạy cho mình về thị trường tiền tệ nói chung và giao dịch Forex nói riêng, để có thể từ đó đào sâu tìm hiểu kỹ hơn, tìm ra được những cái chiến lược giao dịch phù hợp với cái tâm lý, với cái tính cách, với cái cách mà mình nhìn nhận về thị trường, và để từ đó có thể phát triển được một cái mindset đúng đắn để có thể thành công trên thị trường. Vì lý do tại sao mà mình tiếp tục lựa chọn bước đi trên cái con đường, trên cái hành trình này, thì một phần lớn trong số đó là về cái nó nhờ vào cái sự hứng thú của mình. Vốn nó là một điều rất tự nhiên là mình rất là hứng thú đối với việc giao dịch, quan sát nến và phân tích thị trường. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng được nghe một cái người Forex trader chuyên nghiệp có chia sẻ với mình rằng là nhờ có giao dịch Forex mà người đó đã trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Và mình nghĩ là cái nhận xét này mới nghe thì sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên, tại vì mình nghĩ là đối với những ai mà chưa có kinh nghiệm giao dịch lâu hay là chưa từng giao dịch thì nó sẽ khá là bất ngờ. Nhưng mà khi càng tìm hiểu kỹ hơn, càng rèn luyện kỹ hơn thì mình cảm thấy đây là một cái nhận xét rất là xác đáng. Tại vì giao dịch Forex cũng giống như bất kể một cái kỹ năng hay là một cái ngôn ngữ nào, khi để mà học tập tốt, để mà có thể phát triển và tiến bộ ở cái kỹ năng này thì bạn cũng cần bỏ thời gian, bạn cũng cần rèn luyện cho bản thân những cái đức tính, ví dụ như là sự bền bỉ, ví dụ như là tính kỷ luật, ví dụ như là sự không bỏ cuộc. Nói chung là những cái sự dẻo dai về cảm xúc, những cái sự dẻo dai về ý chí để có thể tiếp tục bước đi trên cái con đường này. Và nhờ có thế mà mình cũng tin rằng để khi mà một người thành công trong cái lĩnh vực giao dịch Forex thì người đó cũng đã sở hữu cho bản thân những cái tính cách rất là tốt để có thể thành công được. Ok, vậy thì mình đang ở đâu trên hành trình và đâu là những cái bước đi tiếp theo mà mình đang hướng tới? Thì như mình đã chia sẻ với các bạn, mình là một cái người mới trên thị trường, mới có thời gian học một vài tháng trở lại đây thôi. Thành ra là những cái thành công của mình sẽ không được đo bằng những cái giá trị về vật chất mà mình đem lại. Mình nghĩ là ngay cả trong tương lai đó cũng sẽ không phải là cái thước đo để đo lường thành công của mình.
Mà thời điểm hiện tại thì nó sẽ nhiều hơn về những cái bước tiến bộ mà mình nhìn thấy ở bản thân hàng ngày. Đôi khi nó là học cách nhận định, phân biệt được đâu là cái thời điểm mà mình không nên ở trong thị trường, mình không nên đọc một cái lệnh, để có thể tránh được cái rủi ro. Mình cũng nhận ra được những cái điểm yếu của bản thân, là nhiều khi thì mình bỏ lỡ những cái cơ hội giao dịch có thể đem tận tới lợi nhuận cao, hoặc là đôi khi mình lại đặt những cái lệnh mà có rất là nhiều rủi ro, và chung quy lại cũng là bởi vì mình chưa thực sự có cái quan sát chi tiết về thị trường để có thể nhận ra được những cái dấu hiệu mà thị trường đem lại cho mình. Thì đấy là cái điểm mà mình sẽ tập trung để cố gắng tiến bộ hơn, trở nên tốt hơn trong thời gian sắp tới. Mình nghĩ là cái video đầu tiên này cũng khá là dài rồi để mình có thể giới thiệu về bản thân. Mình hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ tới được với một ai đó, và đôi khi là chỉ cần một cái comment từ một cái người bạn cũng đang ở trên hành trình tương tự như mình ngoài kia thôi, cũng đã khiến cho cái thời gian mình dành để đem tới những cái chia sẻ này trở nên rất là có ý nghĩa. Mình rất là mong nhận được những cái phản hồi từ các bạn, và rất là hy vọng sẽ được sớm gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.